Casio Edifice là dòng sản phẩm mang trong mình thiết kế độc đáo, nổi bật với các kim đồng hồ lấy ý tưởng từ những chiếc xe đua mạnh mẽ. Với nhiều tính năng cao cấp đi kèm, Casio Edifice được xếp vào dòng sản phẩm cấp cao của Casio. Những mẫu đồng hồ này mang đến một sự cân bằng hoàn hảo giữa phong cách thể thao mạnh mẽ, cá tính và tính ứng dụng cao cho người dùng. Hãy cùng tìm hiểu về dòng sản phẩm này trong video ngày hôm nay. Ngoài tính năng hiển thị thời gian, một số mẫu đồng hồ Casio Edifice được trang bị tính năng hiển thị giờ thế giới thông qua kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh. Với tính năng hiện đại này, người dùng có thể truy cập múi giờ của 300 thành phố khác nhau thuộc hơn 40 khu vực trên toàn thế giới. Cùng với đó, nhờ tính năng này mà người đeo hoàn toàn có thể truy cập đồng thời 2 múi giờ ở 2 vị trí bất kỳ. Thông qua điện thoại, người dùng có thể thao tác trực tiếp để điều chỉnh thời gian bên trên chiếc đồng hồ đeo tay. Kết hợp cùng tính năng giờ thế giới, các bạn có thể sử dụng Casio Edifice tại mọi thời điểm với thời gian chính xác tối đa. Đại diện cho dòng đồng hồ thể thao, mọi phiên bản Casio Edifice hầu như đều được trang bị tính năng Chronograph. Tính năng quen thuộc này cho phép người đeo sử dụng đồng hồ trong các hoạt động thể thao, các cuộc thi hoặc các sự kiện cần sự đo đạc chính xác về mặt thời gian. Lấy ý tưởng từ những động cơ của những chiếc xe đua công thức 1, Casio Edifice cũng sở hữu 5 cơ cấu hoạt động riêng để phục vụ cho các chức năng đếm ngược, báo động, đếm giờ 1/20, và cũng ý tưởng này mà thiết kế của Edifice trở nên vô cùng mạnh mẽ và ấn tượng. Với triết lý hỗ trợ tối đa cho người dùng, Casio Edifice được trang bị một hệ thống ổ đĩa linh hoạt cho phép người dùng thực hiện tùy chỉnh các chức năng như hiển thị giờ, hiển thị ngày hay là Chronograph, hay những chức năng quan trọng khác chỉ thông qua những nút bấm. Nếu như Citizen được biết đến với công nghệ EcoDrive, thì Tap Power được biết đến là bước tiến vượt bậc của Casio. Với cơ chế chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện, Casio Edifice cho phép đồng hồ nạp năng lượng từ những nguồn ánh sáng dù là yếu nhất, từ đó đảm bảo mọi hoạt động được ổn định và chính xác. Ngoài những tính năng kể trên, những chiếc đồng hồ Casio Edifice chính hãng sẽ còn làm hài lòng khách hàng với những tính năng hữu ích khác như khả năng chống sốc vượt trội, tính năng la bàn, đèn LED, thang đo độ cao hay là thang đo nhiệt độ. Mới đây, Casio đã cho ra mắt dòng Edifice RA120 với tuổi thọ pin ấn tượng lên đến 10 năm. Casio RA120 sử dụng bộ vỏ bằng thép không gỉ cứng cáp, được mạ ion đen kết hợp với hai loại dây da và dây kim loại. Bộ ba thiết kế với những phối màu khác biệt sẽ giúp người dùng dễ dàng lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp. Sự lịch lãm toát lên trong thiết kế chắc chắn sẽ giúp ba mẫu sản phẩm này là người bạn đồng hành với không chỉ những người am mê thể thao mà còn là một phụ kiện mới mẻ cho những quý ông văn phòng. Và Casio đã bổ sung dòng sản phẩm Casio Edifice ERS567 sở hữu mặt kính sapphire chống phản quang, một trong những bổ sung đáng kể trên dòng đồng hồ này. Sở hữu kích thước chỉ mỏng 9,5mm, Casio ERS567 cho thấy định hướng của Casio dành cho đồng hồ siêu mỏng, từ đó hướng tới những đối tượng khách hàng đa dạng hơn. Bạn thấy sao về dòng sản phẩm mang đậm hơi thở đương đại này của Casio? Nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ ngay với đồng hồ Duy Anh. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video lần sau.